Hello, chào đại gia đình Sơn Sam đây. Ok, ngày hôm qua thì quý vị đã xem hết cái phần hỏi và trả lời của anh Sĩ nha. Đó, anh Sĩ già. chắc có lẽ quý vị chúng ta mà ai mà chưa theo dõi phiên tòa đó thì coi lại thấy nó cũng gay cấn hấp dẫn quý vị ha. Đó, và ngày hôm nay thì Sơn Sam sẽ cung cấp cho tất cả quý vị cái full video clip cái phần trả lời của Hằng Ni cũng như là phần xét hỏi ha. Đó, thì Hằng Ni thì vẫn tỏ ra rất là ngoan cố quý vị, vẫn ăn năn hối cải nha, không ăn năn hối cải, không thành tâm lắm, vẫn cho rằng mình bị oan, mình không có tội, mình không có lỗi, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị tuyên án thôi, đó vẫn còn cứng cựa lắm, đó vẫn còn leo lẻo cái miệng nha, cái này cũng không có gọi là dạng quá rộng chứ không phải là dạng dừa nha quý vị. Rồi ok, bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta đến với cái phần hỏi và trả lời đó của Hằng Ni, full HD luôn nha. Xin mời quý vị chúng ta xem qua. Vào khoảng tháng 9 năm 2021, bị cáo có lên mạng internet và phát buổi livestream mà có liên quan đến bà Hằng không? Dạ, kính thưa đoàn xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát, thưa toàn thể phiên tòa. Ngày 3 tháng 9 là cái ngày bà Hằng chửi tôi, cho nên là tôi có lên tìm hiểu bà Hằng là ai, cho nên tôi có phát một clip mang tên là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Và khi đó tôi với bà Hằng không quen biết nhau, cho nên tôi tìm hiểu thông tin từ trên báo chí. Lúc nãy viện kiểm sát tại phần công bố cáo trạng đó, có bổ sung tại cái đoạn đó vừa nêu đó, thì đó có ý kiến gì không? Dạ, điều đó là sự thật ạ. Không, công bố vậy bị cáo có ý kiến gì không? Công bố là bổ sung thêm một đoạn đó thì bị cáo có ý kiến gì không? Dạ không, đó là việc của viện kiểm sát ạ. Ngày 3 tháng 9 năm 2021, bị cáo có phát lên mạng internet có liên quan đến bà Hằng, đúng không ạ? Có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nào đó mà chửi xúc phạm nhu phóng dục mạ thôi. Ở đây tôi đã nói rồi, nói tắt hết. Ví dụ như trường hợp Nguyễn Phương Hằng đã nói bà Hằng, dạ, bị cáo Đặng Thị Hằng Ni nói là Hằng Ni. Dạ. Chú cần phải là nói rõ, nêu rõ tên không? Đâu, dạ, cần đúng không? Dạ. Vì bị cáo nói rằng là cái ngày 3 tháng 9 bị cáo phát đó, thì bị cáo phát vào lúc nào vậy? Dạ, trong cái cử cảnh là sáng ngày 3 tháng 9, tình hình dịch bệnh, bà Hằng lên trên mạng xã hội livestream xúc phạm tôi, vu khống tôi với 4 nội dung. Thứ nhất nói rằng là tôi tống tiền doanh nghiệp. Thứ hai nói rằng, tức là tôi làm báo và tống tiền thì tống tiền doanh nghiệp. Thứ hai nói rằng tôi là bồ của Tất Thành Cang. Thứ ba nói rằng là tôi chửi bộ thông tin truyền thông. Thứ tư đưa hình ảnh của tôi với chồng cũ của tôi lên, nói rằng tôi làm gái. Và đầu giờ chiều thì bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục trên cái Facebook Hà Lê ghi rằng là nhà báo chiều nay bà Hằng sẽ phát ngôn với cái nội dung là nhà báo Hằng Ni phản động. Và tôi ngay lập tức gửi đơn khẩn cấp bằng đường Zalo và điện thoại cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị ngăn chặn cái việc nói rằng tôi là phóng viên báo đảng mà phản động, như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới báo của tôi, ảnh hưởng tới bản thân tôi. Và trước đây bà Hằng đã nói như vậy buổi sáng là đã sai sự thật rồi. Tôi có thể đưa hình ảnh vợ chồng tôi ra, đấy là vợ chồng thật chứ không có làm gái. Và cái việc tôi với ông Đức Tình Qua Trang là không có quen nhau, và tất cả những thông tin tống tiền doanh nghiệp là không có. Thì giám đốc công an tỉnh Bình Dương có, phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương có điện thoại, có trao đổi với tôi qua điện thoại bằng điện thoại SMS đàng hoàng. Rồi tôi gửi thông tin một cái thư, cái đơn kêu cứu khẩn cấp, đề nghị ngăn chặn cái hành vi của bà Hằng livestream tại Bình Dương vào tối hôm đó. Tuy nhiên tối hôm đó vẫn không được công an tỉnh Bình Dương ngăn chặn xử lý. Do vậy cho nên là khi bà Hằng livestream nói rằng tôi phản động, thì tôi lập tức lên mạng livestream với cái nội dung rằng bà Hằng là ai, có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Cho nên tôi tìm hiểu, trong đó tôi có nói lại những thông tin bà Hằng nói về tôi là sai sự thật. Và tôi cũng nói rõ là bà Hằng là ai thì tôi không biết, vì trước đó tôi không hề quen biết bà Hằng. Tôi chỉ biết cái thông tin có một bà Hằng như thế, và tôi lên tôi tìm hiểu thông tin từ những cái thông tin trên báo chí chính thống. Và tôi nói lại, khi tôi nói tôi có trình chiếu chi tiết cụ thể trên cái file video clip đó. Và tôi chỉ nói trên Facebook cá nhân chứ không có nói trên YouTube. Bị cáo nói rằng là trước đó thì bà Hằng đã có livestream mà liên quan đến ảnh hưởng đến bị cáo, đúng không? Dạ có. Rồi sau đó thì đến bị cáo phát lên internet. Dạ. Phát lên trên là Facebook hay là YouTube? Facebook ạ. Đề nghị kiểm soát viên kiểm tra YouTube hay là Facebook để hồi đặt câu hỏi cho nó chuẩn vào chỗ đó. Trong cái ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 thì bị cáo đã trình bày, và theo như là
phần kết luận này. Cáo trạng thì có nêu là 1, 2, 3, 4, 4 đoạn. 1, 2, 3, 4 đoạn. Sau đó bổ sung thêm một đoạn nữa. Tôi đọc cái đoạn bổ sung. Nguyễn Phương Hằng tên khai sinh là Nguyễn Thanh Tuyền. Đây là một con người có liên quan đến Nam Cam. Nguyễn Phương Hằng á, tên Nguyễn Thanh Tuyền được xưng là doanh nhân người Canada gốc Việt. Có đoạn này không? Dạ không đầy đủ ạ. Tôi có nói là đang tích mà, tích đoạn này. Dạ đúng rồi, nhưng không đúng chính xác ạ. Bà Nguyễn Phương Hằng tên bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đó là có trong hồ sơ vụ án của Nam Cam trước đó tôi có biết. Và trong ngay cái trong cái bản án của vừa rồi của tòa án xử bà Hằng cũng ghi rất rõ lý lịch của bà Hằng là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Còn có liên quan tới vụ án Nam Cam mà tôi căn cứ vào cái nội dung bài báo mà tôi có show trên mạng, khi mà tôi nói là tôi show trên màn hình á, là bài báo số 21. Tôi cũng đã coi rồi. Dạ. Bị cáo vừa nói và vừa show lên trên màn hình, đúng không ạ? Dạ. Rồi. Ngoài cái đoạn bổ sung mà viện đại diện kiểm sát vừa công bố thì có 4 đoạn nữa. Thì 4 đoạn nữa được ghi trong cáo trạng, bị cáo có thấy xác nhận 4 đoạn này không? Dạ, 4 đoạn nó hoàn toàn sự thật ạ. Có không? Dạ có. Hỏi bị cáo là bị cáo cho rằng là bị cáo trước đó là bà Hằng đã thông tin vào sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng đã thông tin lên internet bất lợi cho bị cáo. Như bị cáo vừa trình bày, đúng không ạ? Dạ. Sau đó bị cáo mới đăng lên coi như là các cái đoạn vừa nêu, đúng chưa? Trong một cái đoạn video đó chỉ là một phần nhỏ trong clip để bị cáo nói dạ lại lắm, toàn đang tích là 5 đoạn này thôi. Dạ. Còn ngoài ra thì bị cáo còn trình bày xa ra nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Ở đây đang nói là liên quan bà Hằng, mà liên quan bà Hằng cũng trích ra đoạn này thôi. Dạ. Đúng không ạ? Có nghĩa là về mặt nội dung và về mặt thời điểm là đã chốt xong ha. Dạ. Rồi. Vậy hỏi này, những thông tin này bị cáo đưa lên thì có lợi cho bà không? Dạ, bị cáo không làm PR truyền thông cho bà Hằng cho nên bị cáo không xác định nó có lợi hay không. Bị cáo chỉ xác định đó là sự thật. À, sự thật. Dạ. Vậy sự thật này theo bị cáo thì có nên đưa lên trên mạng internet không? Dạ, nếu không nên thì báo chí đã không đưa rồi ạ. Theo kết luận giám định của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác định rằng những nội dung vừa nêu bị cáo vừa thừa nhận là thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. Và việc đưa lên không gian mạng những thông tin là thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định pháp luật ở điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Thì cáo đã coi cái cáo trạng rồi đúng không? Dạ. Vậy sau khi mà có kết luận điều tra, có cái cáo trạng như vậy thì bị cáo hiểu như thế nào về việc này? Nhận thức như thế nào? Thứ nhất, bị cáo cho rằng là thông tin bí mật cá nhân tại thời điểm diễn ra sự việc đó thì rõ ràng bà Hằng đang tấn công cả về sai sự thật, vu khống, nhục mạ và bí mật cá nhân, bí mật của bị cáo nếu mà xác định đó là bí mật cá nhân. Tuy nhiên bị cáo cũng không có phản ứng về bí mật cá nhân bởi vì bị cáo đã tìm hiểu trong Bộ luật hình sự không có bất kỳ cái quy định nào về bí mật tội phạm về bí mật cá nhân, cũng như trong dân sự cũng không có xác định bí mật cá nhân, chỉ có bí mật thư tín. Và nếu những cái bí mật mà thuộc về cá nhân nó phải được giấu kín. Còn những điều mà bị cáo nói về bà Hằng là bị cáo dẫn lại những cái gì mà báo chí đã đăng công khai chính thống, và báo chí là cơ quan thông tin truyền thông đại chúng cho nên ai cũng được quyền đọc. Và khi thông tin đã đăng trên cơ quan thông tin truyền thông đại chúng thì bị cáo không nghĩ rằng đó là bí mật cá nhân ạ. Đó là bị cáo nghĩ. Dạ. Nhưng mà theo luật an ninh mạng và theo giám định, cụ thể là giám định ngày 8 tháng 11 năm 2022 của Sở Truyền thông, Thông tin về Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định như thế. Và sau khi có cái xác định như thế rồi, có cái giám định như thế, phải hỏi cái nhận thức của bị cáo như thế nào? Dạ thưa, cho bị cáo giải thích thêm về cái câu chuyện giám định. Để bị cáo với lại bà Nguyễn Phương Hằng là trong cùng một vụ án, nhưng cái việc mà giám định giữa hai cơ quan Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương là có một cái sự chênh lệch rất lớn. Bị cáo đã trích xuất 600 trang bà Hằng chửi bị cáo suốt nhiều tháng trời với tổng số lượng 600 trang bút lục với rất nhiều thời gian dài và rất nhiều nội dung. Trong đó có 4 nội dung mà bị cáo đã trình bày. Thứ nhất là ngay cái ngày sáng ngày 3 tháng 9 á, là nói bị cáo là Bộ của Tất Thành Cang nói bị cáo là tống tiền doanh nghiệp, ảnh hưởng tới nghề nghiệp của bị cáo, ảnh hưởng tới sự nghiệp công việc của bị cáo, ảnh hưởng tới tờ báo mà bị cáo công tác, và nói bị cáo là
nói xấu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cái cơ quan mà quản lý báo chí, rồi nói báo chí bị cáo là làm gái khi báo... Quyết định căn cứ khoản 2 điều 331, điểm S khoản 1, điểm S điểm V khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm G khoản 1 điều 52, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt Trần Văn Sĩ 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thời hạn tù tính từ ngày 2 năm xin lỗi ngày 25 tháng 2 năm 2023. Căn cứ vào khoản 2 điều 331 điểm S khoản điểm S điểm V khoản 1 điều 51. Điều 5 khoản 2 điều 51 khoản 1 điều 54 của luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt Đặng Hằng Ni 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Căn cứ điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trả lại cho Đặng Hằng Ni các tài sản và đồ vật sau: 7 triệu 1, 2 đô la Mỹ, một túi cầm tay màu nâu, một thẻ nhà báo tên Đặng Hằng Ni, một thẻ nghiên cứu sinh tên Đặng Hằng Ni, 2 giấy phép lái xe tên Đặng Hằng Ni, một cây viết màu đen, một cây son, một thẻ đi thang máy, 2 bông tai kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng, 2 bông tai kim loại màu vàng đính hạt màu đỏ. Đây. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký, mặt mập ra đó, full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn, thấy không? Thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây, cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi, thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2,6 triệu, 2,6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây, cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo, sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha. Thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè,
tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. À, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi một hộp 120 viên em bán 2.850.000. 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, à, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi, thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm là không có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hai mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó, thì do gì, do cái máu mình xấu, thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, à quên, một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống một tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng tới 2 liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2.400.000 miễn ship. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber. Còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.